Vâng, một siêu phẩm, một chú nhân xương kim tiền được bọn em chế tác chứng nhận, đó là một khuôn gỗ ngọc hàm thơm. Và tác phẩm này khi mà em trai đứng đằng sau thì chắc chắn là anh chị đã không nhìn thấy gì rồi. Một siêu phẩm rất là to, tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 1m35, chiều ngang 93 và chiều sâu trong mỗi tác phẩm này là 71, đủ tứ diện. Và đây là một tác phẩm hiện tại em áng chừng nó nặng tầm khoảng cỡ còn một tầm khoảng 2 tạ coi nhá, áng chừng nặng cỡ tầm khoảng 2 tạ. Và như anh chị và các bạn đang nhìn ngắm em đứng cạnh tác phẩm đây, thần thái này cho tới vóc dáng thân mình của chú dê rất là to và vạm vỡ. Và xuống phía dưới thì có một cái phiến đá và kèm thêm đó là nhân sâm triều tiên ngàn năm tuổi và bên em đã phác họa ở tác phẩm này. Và kính mời các bác mình cùng chiêm ngưỡng kỹ càng hơn ở một tác phẩm. Cho em xin một cái lời nhận xét với phần comment xem mà tác phẩm có đẹp hay không, hay là vẫn chưa được ở điểm nào để những tác phẩm tiếp theo em có thể chỉnh sửa chân chu hơn và cũng như là kỹ càng hơn các bác nhá. Đầu tiên các bác mình đang được nhìn ngắm đó là thần thái của chú dê đâu, nhìn rất là dê. Ánh mắt của chú dê này thì bên em cũng đã gắn ngọc tô lên làm cho tác phẩm này thêm nổi bật hơn và cũng là chân thực hơn rất là nhiều. Và trên thân mình của chú dê này thì bên em tỉa từng cái phần sợi lông này, rất là tơi, rất là mềm. Và ở cả phần đuôi nữa, bình thường những tác phẩm dê là phần đuôi là có phải ghép coi nhá, đuôi có phải ghép nhưng mà cũng không không lộ đấy, và nên các bác mình cũng có vẻ cân đối cho em. Phần chân của chú dê này sổ rất là to, em có thể đặt tay của em vào đây thì các bác mình có thể nhìn thấy cái phần cổ chân thôi cũng đã to hơn cả bắp tay của em trai rồi. Và tác phẩm này cũng rất là nặng, em sẽ cố gắng làm sao quay ra phía sau để các bác mình cùng chiêm ngưỡng tác phẩm đối diện ạ. Và đây là thế là mặt đằng sau tác phẩm. Anh chị nào mà có cho gia đình nhà mình một cửa hàng về nhà hàng dê đấy thì đây là một mẫu tác phẩm lựa chọn để các bác mình có thể trưng chơi cũng như là làm một tác phẩm trưng bày trong không gian nhà hàng của mình. Và hơn thế nữa, anh chị nào mà tuổi dê hoặc là tuổi dê thì chơi mẫu tác phẩm này thì rất là ok đấy. Và với tổng chiều cao lên tới là 1m35, chiều ngang 93 và chiều sâu là 71 thì anh chị và các bác hãy cân đối cho em chỗ kê để có thể phù hợp cho tác phẩm dê này. Anh chị nào mà quan tâm thì cũng có thể liên hệ trực tiếp qua cho em đội tượng gỗ Sửng Hồng với đầu số là 0789 336 318 hoặc 0966 336 318. Kính chào anh chị và em trai ạ.